từ ở trên đi bán về ghé điện mấy anh vô đất tìm nước rồi cái ra là đợi quá không thì nghĩ không biết cái ba cái gì vậy không trả hả không ờ nó kiểm tra coi cái gì cái thằng kia đâu mày đạp coi tại tôi thấy mày thợ nó cũng đạp có mày đạp có ba hai ba cái là đạp cũng có hơi đâu bà nội cái thằng mới kể trời ơi đi thợ đây mà tôi nhắc lên thợ sao chết mẹ. Ủa mày dắt ra lỗi mà không có thợ vậy thôi tôi dắt lên đây làm sắt đầu vậy có thợ muốn quay á tôi kiểm tra thôi nó làm gì không tự nhiên cái nhẹ thôi không có miếng hơi đã thức tín hiệu luôn gì đây nó làm giả tận cái tuổi mới làm giả xa bà nội tao chết. Điện này mà đạp khó nổ lắm, xe số đạp dễ nổ, nhà đâu có lực. Đây là do cái bình nó hơi thiếu hơi anh chị. Kiểm tra mới biết, đang kiểm tra. Cái rồi đó nha. Bình là như cái cọc á, ăn á, hồi xa mãi cắt chân chở cọc. Mà nãy nó cắt chân thử, tháo một bệnh cắt chân. Rồi cái đường cầm rồi. Là như nó muốn chết cọc ở trong đây. Bình ngon lắm. Cái bình không cầm điện rồi dì ơi, con bảo hành cho dì cái bình khác nha. Dạ, do cái bệnh. Vậy mà không biết dẫn bộ từ sớm tới giờ tội nghiệp gì quá.